Xin chào anh em, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em bốn loại bàn phím khác nhau của Vertu. Thông thường chúng ta chỉ biết Vertu thôi và chúng ta thấy cái bàn phím nó na ná tương tự nhau, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Có rất là nhiều loại bàn phím trên dòng điện thoại Vertu Signature S này. Thì đây là cái dòng điện thoại Vertu phổ biến đầu tiên mà anh em chúng ta hay thường gặp. Đây gọi là bàn phím cổ điển thông thường. Nó sẽ được cấu tạo bởi là bàn phím ở trên này, và sẽ có hai cái hàng phím phụ chạy dọc đây. Cái chiếc điện thoại Vertu Signature S bản chính hãng độ vỏ với cái màu thép này thì giá hiện nay giá nó khoảng từ 15 cho đến 20 triệu đồng một chiếc điện thoại Vertu vỏ thép như này với bàn phím loại như thế này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái loại bàn phím này gọi là bàn phím tàng hình. Anh em sẽ không nhìn thấy các số 1, 2, 3, 4, 5 ở trên này. Đấy. Khác với cả bàn phím hiện, ở đây là bàn phím hiện, anh em sẽ nhìn thấy nút gọi đi này, với cả nút dập cuộc gọi này, số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở đây. Trong khi đó là phím tàng hình thì không nhìn thấy các số. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà chúng ta bật đèn bàn phím lên thì cái đèn bàn phím ở dưới nó sẽ hắt lên và chúng ta sẽ nhìn thấy nó bình thường, nó sẽ sáng như thế này. Đấy, đây gọi là bàn phím tàng hình. Khi mà với điện thoại bàn phím tàng hình này thì nó sẽ không có hai hàng phím phụ ở bên này, và bên này thì nó sẽ trơn luôn, không có hai hàng phím phụ. Tiếp theo đây là một loại phím cực kỳ đắt tiền anh em nhé. Đây gọi là phím bàn phím Sapphire. Anh em nhìn nghiêng có thể để thấy cái sự lấp lánh của cái bàn phím Sapphire này. Riêng cái bộ bàn phím Sapphire này nó đã có giá lên đến 25 triệu đồng. Mấy cái hạt phím này đều làm bằng Sapphire tấm. Và để mài ra những cái viên Sapphire tấm này thì phải mất rất là nhiều kim cương có thể mài được Sapphire tấm như này. Và chiếc điện thoại mà được lắp Sapphire tấm như này sẽ cho cái vẻ đẹp lung linh huyền ảo, nó sẽ phản chiếu ánh sáng. Và hơn nữa đối với chiếc điện thoại này là bàn phím gương, anh em có thể soi gương được rất là nét. Đây, anh em có thể soi gương được ở trên cái mặt này, nó như một tấm gương luôn, rất là nét phản chiếu. Đây là chiếc Vertu Signature S Red Card và bàn phím Sapphire tấm. Chiếc điện thoại này giá là máy chính hãng thì giá nó khoảng tầm 250 triệu đồng. Và máy cũ thì giá nó sẽ giảm được khoảng tầm 75%, tức là giá nó tương đương khoảng 75 triệu đồng, khoảng tầm đấy, có thể đắt hơn, có thể rẻ hơn. Đây là chiếc điện thoại bàn phím Sapphire. Và đây là một loại bàn phím nữa, đây là loại bàn phím chỗ này là nó sẽ không có cái hàng phím phụ ở đây. Và phím ở đây nó sẽ làm bằng kim loại. Đối với máy chính hãng độ vỏ, cái bản full diamond như này, hoàn toàn rát kim cương giả ở đây. Bản full diamond như này thì nó ở trên thị trường hiện nay đang có giá khoảng tầm 25 đến 30 triệu đồng. Đây là những cái loại bàn phím và những cái loại điện thoại Vertu đang có trên mặt bàn. Anh em mà thấy loại bàn phím nào hay thì có thể là chế tác hoặc lắp thêm vào. Anh em cũng có thể yêu cầu lắp cho mình những cái bàn phím mà anh em cảm thấy ưng ý. Anh em xem video thấy hay hữu ích thì nút đăng ký kênh để cho em có động lực, em sẽ làm tiếp những video tiếp theo gửi đến anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.